Nếu để nói về một trong những đội bóng có chính sách chuyển nhượng độc lạ nhất, chắc chắn không thể không nhắc đến Chelsea. Sau khi chuyển nhượng mùa đông tốn rất nhiều giấy mực và dĩ nhiên là cả tiền bạc, Chelsea bổ sung được cho mình những nhân tố cần thiết. Mặc dù vậy, họ vẫn nối dài chuỗi phong độ thi đấu thất vọng. Hiện tại, một loạt cầu thủ trong đội hình Chelsea như Pulisic hay Aubameyang đang rơi vào diện thừa thải và chờ ngày rời câu lạc bộ để tìm kiếm cơ hội khác. Vậy thì ngoài bộ đôi cầu thủ kể trên, còn những cầu thủ nào đang muốn chia tay Chelsea sau mùa này? Hãy cùng đến với danh sách sau đây. Trevoh Chalobah. Sau những mùa thi đấu thành công tại Ipswich Town, Huddersfield và Lorient theo dạng cho mượn, Thomas Tuchel đã trao cơ hội để Chalobah gây ấn tượng trong giai đoạn từ mùa giải 2021-2022. Chalobah có trận ra mắt chính thức cho đội 1 của Chelsea trong trận tranh siêu cúp châu Âu gặp Villarreal. 3 ngày sau, Trevoh Chalobah có trận debut Premier League trong ngày mở màn trước Crystal Palace, nơi mà anh cũng ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong thắng lợi 3-0. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Chalobah ký hợp đồng mới với Chelsea để giữ anh lại đến năm 2026. Với sự luống tuổi của Azpilicueta và Silva, khó có khả năng cặp đôi này có thể chờ tối đa 3 trận một tuần. Chính vì vậy Chalobah là người được đặt nhiều hy vọng nhất. Tuy nhiên, Trevoh Chalobah là sự lựa chọn số 5 ở vị trí trung vệ nếu các cầu thủ khác khỏe mạnh. Chalobah ít khi ra sân, nhưng mỗi khi xuất hiện đều gây bất an cho các cổ động viên Chelsea. The Blues sẽ sớm rao bán trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo của mình. Hiện tại Roma đang được cho là quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ người Anh. Denis Zakaria. Zakaria ký hợp đồng với Chelsea dưới dạng cho mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng thỏa thuận bao gồm tùy chọn mua Đức 27 triệu bảng. Zakaria là lựa chọn ngắn hạn cho vị trí tiền vệ trung tâm của Chelsea so với những mục tiêu dài hạn như Jude Bellingham hay Declan Rice. Trước khi trải qua giai đoạn ngắn tại Juventus cũng như bị chấn thương tàn phá ở Mönchengladbach, Denis Zakaria được xem là một trong những tiền vệ triển vọng hàng đầu châu Âu. Liverpool thậm chí đã quay lại theo đuổi tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tuy nhiên, sau nửa mùa giải tại Stamford Bridge, cầu thủ người Thụy Sĩ liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Mà trình diễn trên sân của Zakaria cũng chỉ ở mức tròn vai, nên nhiều khi Chelsea sẽ trả tiền vệ này về lại Juventus. Conor Gallagher. Cơ hội ra sân của Conor Gallagher đang trở nên mong manh khi có được sự xuất hiện của Enzo Fernandez hay sự vững vàng của Mateo Kovacic cũng như sự trở lại của Angelo Kante. Gallagher từng tỏa sáng ở Crystal Palace mùa trước nhưng lộ nhiều hạn chế khi chơi trong hệ thống áp đặt đối thủ như Chelsea. Sau 21 lượt ra sân ở Premier League, Conor Gallagher chỉ góp một bàn thắng và một kiến tạo. Nhiều đội bóng tầm trung tại Premier League đã ngỏ ý mua lại Conor Gallagher với giá từ 20 đến 25 triệu euro. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông mới qua, Everton đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí cho Chelsea để có được chữ ký của Gallagher. Hành động này đến chỉ vài giờ sau khi câu lạc bộ bổ nhiệm Sean Dyche thay cho Frank Lampard. Dù vậy, Gallagher vẫn chọn ở lại với The Blues. Theo Football Insider, Newcastle vừa đánh tiếng muốn mua Conor Gallagher sau khi mùa giải này hạ màn. Do không thường xuyên được ra sân, nên tiền vệ người Anh cũng muốn ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới. Sau khi chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Everton, Newcastle vẫn muốn bổ sung thêm những gương mặt tiềm năng và chất lượng cho những đấu trường lớn trong tương lai. Ruben Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek đang có mùa giải thứ 8 khoác áo Chelsea, nhưng vị thế của anh tại Stamford Bridge vẫn không biến chuyển. Từ đầu mùa, Loftus-Cheek nằm trong nhóm cầu thủ bị cổ động viên Chelsea chỉ trích nhiều nhất. Ra đi trong kỳ chủ nhượng tới sẽ là tốt cho cả hai. Theo Daily Express, Leeds United sẽ nỗ lực ký hợp đồng với Ruben Loftus-Cheek vào mùa hè. Hồi tháng 1, huấn luyện viên cũ của Leeds, Jesse March, đã hỏi mượn tiền vệ người Anh những bất thành. Hiện tại, AC Milan được cho là cũng đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Loftus-Cheek. Theo Telegraph, AC Milan ngưỡng mộ màn trình diễn của tiền vệ người Anh và Loftus-Cheek có vẻ sẽ trở thành cầu thủ người Anh tiếp theo cặp bên San Siro bên cạnh Fikayo Tomori, một trong những bản hợp đồng thành công của đội chủ sân San Siro. Dù vậy, Rossoneri sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Newcastle. Conny Chukwuemeka. Chelsea từng chi 18 triệu euro để mua Chukwuemeka từ Aston Villa vào mùa hè 2022. Cầu thủ này từng có cơ hội ra sân, song những màn trình diễn vẫn chưa đủ thuyết phục. Từ vị trí tiền vệ công, tiền đạo phải hay tiền đạo trái,
Triple America đều phải cạnh tranh với ít nhất 2 ngôi sao. Với việc tiền vệ này mới chỉ 20 tuổi, do đó nhiều khả năng Chelsea sẽ để anh ra đi theo dàn cho mượn vào mùa hè. Christian Pulisic. Pulisic đang gặp phải chấn thương đầu gối và chưa thể trở lại. Nhưng nếu có trở lại, tiền đạo người Mỹ cũng khó cạnh tranh vị trí đá chính. Chelsea đã lên kế hoạch bán Pulisic vào tháng 1 nhưng không thành công. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, Pulisic dẫn đầu trong danh sách cần hành lý của The Blues. Thêm vào đó, việc Christopher Nkunku sẽ chuyển đến Chelsea vào mùa hè đã khiến tương lai của Pulisic càng thêm mờ mịt. Một số nguồn tin từ Daily Mail và Defensa Central cho biết cầu thủ người Mỹ có thể chuyển đến La Liga chơi cho Real Madrid sau màn trình diễn ấn tượng tại Santiago Bernabeu trong trận đấu với Real Madrid tại đấu trường Champions League vào năm 2021. Pulisic có thể tăng cường sức mạnh cho cánh phải của Real Madrid và là cái tên thế chỗ cho một người cũ của Chelsea khác là Eden Hazard. Bản thân Pulisic cũng từng tuyên bố rằng mơ ước của anh là được khoác áo Real Madrid vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang được Thomas Tuchel mang về vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tiền đạo người Gabon được kỳ vọng sẽ hóa giải lời nguyền số 9 cũng như cải thiện hàng công của Chelsea. Tuy nhiên, những gì mà Aubameyang để lại chỉ là nỗi thất vọng. Sau khi Thomas Tuchel bị sa thải, Aubameyang cũng không chơi ấn tượng. Anh chỉ ghi được 3 bàn sau 17 lần ra sân. Đến triệu đạt Graham Potter, Aubameyang bị bật bãi và anh mới được ra sân thi đấu trong thất bại mới đây trước Tottenham Hotspur. Bản thân Aubameyang đã bị gạch tên ra khỏi danh sách tham dự Champions League để nhường chỗ cho những 3 hợp đồng mới. Graham Potter thừa nhận việc gạch tên Aubameyang khỏi danh sách của Chelsea tham dự vòng knockout Champions League mùa này là một quyết định khó khăn. Thời gian vừa qua, Chelsea được cho là đã đạt thỏa thuận với nhà đương kim vô địch MLS Los Angeles FC để đưa Aubameyang sang Mỹ chơi bóng. Tuy nhiên, tiền đạo người Gabon đã từ chối và muốn ở lại đội chủ sân Stamford Bridge để cạnh tranh. Dù vậy, sau khi mùa giải này khép lại, Chelsea sẽ tiến hành thay máu lực lượng và nghe rời London của Aubameyang có lẽ không còn xa. Armando Broja. Màn mua sắm ồ ạt của Chelsea khiến Armando Broja khó được ra sân ở phần còn lại của mùa này. Thomas Tuchel đã giữ Broja ở lại thay vì tiếp tục cho tiền đạo này đi du học. Mùa trước, Broja đã khoác áo Southampton dưới dạng cho mượn và có được 9 bàn thắng cùng một kiến tạo sau 38 lần ra sân. Vào tháng 9 năm ngoái, chân sút 21 tuổi ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028 với Chelsea. Broja ghi bàn thắng đầu tiên cho Chelsea trong lần ra sân thứ 6 của mùa giải, ấn định chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Wolverhampton vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Nhưng với tình hình hiện tại, Armando Broja khả năng cao sẽ là chuyển đến câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, chờ thêm cơ hội để trở về. Trên đây là danh sách những cầu thủ nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay đội chủ sân Stamford Bridge sau khi mùa giải này khép lại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.